Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên vừa có văn bản gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đề xuất bổ sung các chế độ, chính sách đối với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, đề xuất lực lượng tuyến đầu chống dịch bị lây nhiễm COVID-19 dẫn đến tử vong thì được xem xét, công nhận và hưởng chế độ như liệt sĩ. Cụ thể, người được cơ quan có thẩm quyền phân công tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19 từ cấp cơ sở trở lên, nếu bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình tham gia phòng chống dịch mà ảnh hưởng đến sức khỏe, thì được xem xét giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể để hưởng chế độ như thương binh, bệnh binh. Trường hợp bị lây nhiễm COVID-19 trong quá trình phòng chống dịch dẫn đến tử vong, thì được xem xét công nhận và hưởng chế độ như liệt sĩ. Liên quan đến đề nghị này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư pháp nghiên cứu và xử lý.